Em xin kính chào quý anh chị. Rồi em kinh doanh bón gia số đây đó. Đây cũng như ngoài vỉa hè như quý vị, vỉa hè rồi kinh doanh nhỏ lẻ rồi. Số 02 vẫn còn máy tờ đây, bón máy sắp rồi nha anh chị. Rồi số bón qua bữa nay nữa 09602 Quang Ngãi ngày 30 tháng 3 thứ bảy 23367 096 Tâm Nam Mãi tóm 194 tóm 0782 37591 45409 23320 32320 số đèn của Lý nè 09648 78153 93373 38164 64950 19618 02827 56045. Rồi trên này mấy sách này 100 tờ, còn dưới này 5 tờ mấy quý vị, 100 tờ đất nông nè. 059 86 nè. 72403 4936 90849 34221 34221 hả? Thì 34221 số này cũng đẹp nha quý vị. Rồi thì cảm ơn quý vị đã xem video của em nha. Chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài nha. Anh chị mua giấy số ghé điểm cho em bón mua tài nha anh chị. Đội 12 thôn Bình xã Tân Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi, đối diện xéo xéo cây xăng dầu Vinom Tân Tịnh. Hả? 23367 số là tiệt. 23367 23367 số đẹp á. Đó. Kế xanh đường và nhân ngoài đường các thuốc bác sót bên này em, nhà em ở đây anh chị. Hàng cho cái xanh này, anh chị mua tờ ủng hộ nha. Nếu mà ở dưới Quảng Ngãi ở đâu anh chị đi ngoài quốc lộ 24B nha. À, gần gốc doa đây anh chị mua tại nha. Đó. Rồi, em bón nha, đây gốc doa trên kia một xíu đó, chú bón gì đó. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha, chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài chúng và đặc biệt nha.